có hợp với cái vị béo của dừa sáp á nó rất là thôi mà ngon luôn á dừa sáp của tóc top, top cơ huyền phi với một một triệu follow có xứng đáng với hơn 200 trăm cần hè lá bên nè tóc top, top thấy mọi người ăn ngon quá nên tôi đã order về thử tính từ lúc order đến khi nhận được cũng ba bốn ngày mua trái này là một ký hai trăm mười ha để chặt được trái dừa này tôi phải nhờ em tôi vì nó thiệt sự rất là khó nhỏ giờ chưa bao giờ chặt dừa mà em tôi cũng quằn lắm mới trẻ đôi được mọi người có thấy cái đường để chặt không cái này tôi mua không có sáp lắm phần nước vẫn hơi lỏng so mấy trái tôi coi U lại thì phần cơm dừa cũng khá là xác tôi chia trái dừa làm hai phần ha phần mình sẽ mất với trái trái cây và sữa đặc, phần còn lại là sữa chua với đậu phộng. Trái cây hôm nay em có bơ Thăng long nho thêm xíu đá và sữa đặc nữa. Trời ơi, thiệt sự siêu phẩm siêu phẩm. Còn lại là tôi mix giữa sữa chua nha đam với đậu phộng ăn cho nó mát. Nếu mà phải chọn một trong hai thì đương nhiên là cái trái cây sẽ ngon hơn rồi, kiểu béo ngọt của sữa đặc. Cái vị béo của dừa sáp mix với trái cây chua chua như là nho. nên nay mua cái trái này về bắt trên thì nhớ mua trái cây ăn cho đỡ ngán nha. À đây cũng là lần đầu tôi ăn dừa sáp, ăn lo lo sẽ thấy ok. Mà giá hơi cao tí xíu chắc do trồng cũng hơi cực. Còn món nào thử không ta? Bye bye. Trâu gác bếp, lợn gác bếp của TikToker huyền Hu hô đều có xứng đáng ông ta mà sao mọi người rừng rừng mua quá trời vậy trời hello lô tê bây giờ nè. thấy mọi người review món của chị huyền Hu hô dữ quá nên order liền kiểm chứng không có ngon như lời đồn không đầu tiên là hạt ốc chó tặng kèm với thịt khô một hộp chậm chéo còn hai nhân vật chính nè rau sấy gác bếp và lợn sấy gác bếp yên tâm là có luôn phí bảo hành hướng dẫn sử dụng nha. cái phần nước chấm là thấy đã rồi đó trời lợn sấy gác bếp được khúc chân không nên vẫn giữ được độ mềm ẩm không bị khô con mấy bạn review thì có hai cách ăn ha một là chấm trực tiếp và là chẩm chéo được ướp tẩm gia vị đậm đà đặc sản núi rừng luôn chấm với chậm chéo cay, cay cay tê tê tôi thấy thịt heo khá là mềm không bị dai tiếp theo là trâu sấy gác bếp thịt màu đậm hơn nè nhưng mà thớ thịt giữ được màu đỏ đặc trưng ha trâu thì nó sẽ cứng và dai hơn thịt heo về hương vị tẩm ướp thì hai lại giống nhau ăn kiểu truyền thống rồi thì đổi mới qua kiểu xét sợ rồi thêm chanh ai à, mà thích ngọt có thể cho thêm xíu đường rồi cho cái chậm chéo này vô là dùng được luôn mà các ăn này ngon nha mọi người thêm cái lon gì nữa là trời ơi tét cái nát tới công chuyện Để tôi mời mấy bà trong văn phòng ăn thử coi sao còn mấy bà nói sao nha à. cũng nói là thịt không bị khô do vị ướp vừa miệng nói chung là tiền nào của nấy thôi gần 500 cần nhưng mà xứng đáng ha đặc sản tây bắc mà mọi người thử xem sao một series bán tráng phơi xương nghe đâu bạn này tự phơi luôn hello tây nè hôm nay sẽ là bán tráng của ăn nhà thỏ ở cái hộp đó là thấy đầu tiên hộp da heo tận 4 bịch bơ đang bán tráng tôi order hai combo nhưng mà bạn thiếu mất tiêu cái chai sa tế của tôi combo đầu là bán tráng phơi xương muối rút hành phi còn một bịch bán tráng một bột muối hành phi Em hai bịch bơ còn combo thứ hai là bán tráng phơi xương sa tế cũng có một bịch bán tráng bịch muối bịch hành phi và bịch bơ mà thiếu sa tế unbox cái bán tráng nguyên cộng tóc nằm ngay góc bịch nè nhưng mà không sao chỉ ở lớp ngoài thôi tôi cũng có liên hệ với shop để hỏi sao cái hũ xa tới của tôi mất tiền nó cũng có giải quyết để ship lại nhưng mà thôi à, thời gian ship cũng hơi bị lâu thiệt luôn á tôi không biết sao cỡ bán tráng nó khó giữ vậy nè trời được cái là bán tráng ở đây dẻo thiệt vào cục lại mà vẫn dẻo thử đầu tiên là muối rút hằng phi có muối rút thêm bơ cuộn lại bán tráng khá là mềm và quan trọng cái muối rút ngon nha không có quá mặn kết hợp với bơ béo béo gợi ý là mọi người có thể order thêm chung với da heo nè Cắn một cái rộp nghe giòn xỉu mà đậm đà nữa à. ăn chung với lại bánh tráng Tôi thì thêm miếng bơ luôn Trời ơi, tay canh Với combo 2 thì thiếu chai sa tế rồi Nên tôi cuốn muối, hành phi và bơ à. Ăn thì cũng ổn nhưng mà do thiếu bơ đét rồi Nên ăn cũng không có gì đặc biệt lắm Mà nhìn chung tôi đánh giá chỗ này là bánh tráng phơ xương ngon nha mọi người Ổn á Tính Thuộc hàng thứ nhất, thứ hai Trong mấy cái bánh tráng tôi đã từng ăn luôn Thử liền nha mọi người